Đà Nẵng Nguyễn Thị Mỹ Trung 38 tuổi, quê Quảng Nam, bị công an bắt quả tang đang bán dâm tại tiệm cắt tóc với giá 150.000 đồng một lượt. Ngày 21 tháng 2, Công an quận Cẩm Lệ cho biết đã khởi tố Trung cùng Nguyễn Thị Hiền, 27 tuổi, trú Đà Nẵng về tội chứa mại dâm. Hiền bị tạm giam 4 tháng, Trung được tại ngoại do mang thai. Theo điều tra, hai tiệm Hồng Trâm và Anh Đào nằm cạnh nhau ở khu vực Chóc Phỏng, cầu vượt Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây cho Hiền làm chủ treo biển hớt tóc, chát hơi. Nhưng không có dụng cụ hành nghề. Quán được bố trí các phòng ngăn ô nhỏ, dùng vải che chắn, hoạt động từ 18 giờ đến sáng hôm sau. Tối 17 tháng 2, tại địa điểm này, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Mỹ Trung cùng cô gái 28 tuổi đang bán dâm cho hai khách 48 tuổi. Công an cho biết, Hiền thuê cùng lúc hai ngôi nhà để mở tiệm hớt tóc nhưng thực chất hoạt động mại dâm. Hiền rủ Trung cùng tham gia điều hành và trực tiếp tham gia bán dâm nếu thiếu nhân viên. Giá mỗi lần đi khách 150.000 đồng, trong đó tiếp viên được chia 100.000 đồng. Do địa điểm gần với nhà mình, sợ mang tiếng, Hiền nhờ Trung đứng tên trong giấy phép kinh doanh dịch vụ hớt tóc và quản lý gái mại dâm. Let's Look At Why.